một câu giai đoạn COVID-19 này, tuy toàn bộ người dân đều lo lắng, nhưng theo Minh Quyền, COVID-19 hiện tại đang là thách thức hay là cơ hội cho toàn thể mọi người ạ? Mời Minh Quyền. Phải chia sẻ với mọi người rất là thật như thế này, COVID là câu chuyện gần như 100 năm, đến thời điểm này lần đầu tiên trong đời Quyền mới hiểu COVID nó là cái gì. Thì đây là mùa thứ hai rồi, thực sự mình không dám nói từ đó là thách thức đâu. Cái giai đoạn đầu tiên của năm trước 2020 á, thì mình thực sự là lo sợ. Mình bước lần đầu tiên mình nhận tiền của anh Thủy, Sắc Thủy á, và mình lo sợ. Tại vì sao? Mọi người biết là lúc mà tháng 2 2020 á, thì lúc đó mình đang vận hành ở ba thị trường, đó là Biên Hòa, Hồ Chí Minh và Đà Lạt. Tổng chi nhánh mặt bằng mình đang đầu tư là khoảng 16 cái địa điểm dạy tiếng Anh. Thì tháng 2 COVID, tháng 3 COVID, mà mọi người biết là trong một cái giai đoạn đó là mình không biết khi nào nó kết thúc, thì mình vẫn cố gắng, mình giống như các bạn startup khác là mình cố gắng mình níu giữ. Và cứ một tháng trung bình mình đốt khoảng 300 triệu. Mất đó nha. Và mọi người biết là mình khai trương Đà Lạt trong vòng 3 tháng mình phải bỏ một thị trường Đà Lạt và mình phải chấp nhận lỗ là 600 triệu trong hơn 3 tháng khai trương đó. Thì lần đầu tiên là mình bước vô cái cảm giác là mình không biết phải làm gì. Mà mình cái này mình không dám nói cho nhân viên của mình, bởi vì mình đang là người đứng đầu mà. Mình không thể nào lan truyền cái sự tiêu cực cho các bạn được. Thì khi mình ngồi mình trấn tĩnh lại á, và lúc mà tháng 4, tháng 5 thì bắt đầu giãn cách xã hội nó bớt rồi, thì mình mới nghĩ ra một câu chuyện là tại sao mình cứ khăng khăng là mình mở 50 quán cà phê, 100 quán cà phê, tại sao mình không đưa qua mô hình học tiếng Anh trực tuyến với mang online. Tự nhiên COVID nó khiến mình phải nhìn lại cái mô hình kinh doanh của mình, liệu mình có nên mở rộng ra cả nước bằng mặt bằng hay không. Thì khi mình chấm tính lại, mình nhìn lại, mình làm lại, mình họp với nhân viên của mình, thì bây giờ Talk English lại ra được một mô hình mới là tiếng Anh online 1:1 mà học với người nước ngoài giá rất rẻ luôn. Thì đến thời điểm này mình thấy COVID, đến thời điểm này nếu mọi người vô Hồ Chí Minh thì mọi người thấy là tình hình rất tệ. Gần như tất cả các cửa hàng ở Hồ Chí Minh mình cũng phải đóng cửa đến thời điểm này. Nhưng mình đã có một bài học rất lớn của năm trước là mình đàm phán với các chủ nhà là giảm giá hoặc là không thu phí trong thời điểm giãn cách xã hội. Năm vừa rồi, năm trước thì mình mất 300 triệu một tháng. Đến thời điểm này thì khi mình chỉnh tính lại thì mình thấy nó là cơ hội, bởi vì sao? Bây giờ mình có thêm một cái sản phẩm tiếng Anh. Mình đang có một sản phẩm tiếng Anh dành cho online cả nước, mà rất nhiều anh chị AAA đang ở Quảng Nam, ở Đà Nẵng đang học cái mô hình này và họ rất là hài lòng. Thì bây giờ nó bước qua giai đoạn là cơ hội. Thì có phải trong cuộc sống mình phải nhìn lại, nghĩa là mình nghĩ nó là thách thức, mình nghĩ nó là lo sợ thì nó là lo sợ. Còn nếu mình bình tĩnh hơn, mình chấn tĩnh lại, mình tìm ra, mình gạch ra nhiều cái đầu dòng là bây giờ mình nên làm cái gì cho tốt. Thì mọi người có thấy bây giờ mình đang học, mình đang nói chuyện trên Zoom rất tốt. Thì tất cả các học viên của Talk đang học online cũng rất tốt. Thì đối với mình trong cuộc sống này, có thể COVID này nó sẽ kéo dài thêm 6 tháng nữa và 1 năm nữa nếu chúng ta chưa được chích vaccine. Thì chúng ta phải tập trung hoàn toàn nguồn lực cho tất cả hệ thống online. Và mình thấy là tư vấn trên online cũng tốt, học online cũng tốt. Thì cuối cùng mình muốn chia sẻ góc nhìn cho mọi người đó là cuối cùng là mỗi người cho chúng ta có thể là chủ doanh nghiệp, chúng ta có thể là một bạn nhân viên hoặc chúng ta đang làm trong nào đó. Thì chúng ta luôn sẵn sàng có một sự, có hai cái chữ đó là sự thay đổi và thích ứng thôi. Tại bây giờ mọi thứ nó đang thay đổi rất nhanh và nếu mình không thích ứng kịp thì mình sẽ bị tụt lại cái phía sau.